thì mưa gió thì vẫn phải đi cho con vật ăn đây. Không giống như các bác đi làm văn phòng hay ở trên thành phố đâu, mưa thì là chạy. Xưng là cháu à? Ừ, ngoài chăn nuôi con rúi má đào Thái Lan và con rúi mốc đại Trung Quốc ra thì hiện tại trang trại nhà cháu còn đang chăn nuôi cả con trồn và con giòn nữa. Đây là cái khu nuôi cầy của nhà cháu và hiện tại cháu nuôi rất là nhiều cả cầy và giòn. Và con cầy này nhà cháu thì ăn cũng rất là đơn giản thôi, chỉ cần đun nước sôi lên và mình quấy cám vào rồi mình để nguội mình cho ăn thôi. Sau đây thì cháu sẽ có cho con cầy này và con giòn này ăn buổi tối. Định lượng của mỗi một con cầy này thì mỗi con một bát, cái bát sắt này. Đấy, mình đây là mình cho cái chuồng tập trung này. Một ngày thì mình sẽ chỉ cho ăn con trồn này ăn một bữa thôi. Ngày xưa ấy thì các cụ ấy thì chăn nuôi cái con cầy này thì cứ phải đi hay bắt cua, bắt ốc ở ngoài đồng và cho ăn, hay là kiếm được cái con gì ở trên rừng thì cho nó ăn con đấy. Nhưng bây giờ thì cải tiến hơn rất là nhiều rồi, thì chỉ cần nó pha nước ra rồi trộn cám vào để nguội nó lở ra là cho ăn thôi. Ngoài con trồn và con rúi ra thì trang trại nhà cháu còn chăn thêm cả con giòn này. Con giòn này thì nó phát triển rất là tốt. Nhiều cô chú hỏi là khí hậu miền Trung mình nắng nóng như này thì có phù hợp thích hợp nuôi với những cái con giòn này không, thì ở đây nhà cháu đây ở tại Thanh Hóa đây nắng nóng thì cháu cảm thấy là nuôi con này vẫn phát triển bình thường và nó sinh sản rất là tốt, một năm vẫn được hai đứa. Nhà cháu chăn nuôi con rúi này thì thực ra nhà cháu có 3 cơ sở cơ. Nếu mà cơ sở 1 thì ở trên Phú Lương, Thái Nguyên. Còn cơ sở 2 thì đây, hiện tại cháu đang ở cơ sở 2 đây, đang ở cùng với mẹ, đang chăn nuôi con rúi tại Triệu Sơn, Thanh Hóa. Còn cơ sở 3 thì ở trong Đắk Lắk.